Như vậy là chỉ còn một ngày nữa, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia cũng không có loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của đội tuyển Việt Nam vì tính chất quan trọng của nó. Câu hỏi lớn nhất thời điểm này đó là các chiến binh sao vàng sẽ ra sân với đội hình như thế nào trong cuộc chạm trán trong đội bóng nước từ xứ sở vàng đảo. Đâu sẽ là những cái tên được lựa chọn trong đội hình của Hoàng Hà Sơn? Thủ môn Bùi Tấn Trường. Bởi vì Văn Lâm đã bị loại khỏi danh sách, Tấn Trường chắc chắn sẽ là cái tên sáng giá khi vị trí số 1 trong khuôn khổ đội tuyển Việt Nam. Năm nay đã 36 tuổi, vậy nên khi Tấn Trường được gọi vào danh sách đội tuyển, nhiều người đã quan ngại về sự lựa chọn này của Hồ Minh Park. Bởi lẽ Tấn Trường đã không còn trẻ và đang ở sự dốc bên kia của sự nghiệp. Thêm vào đó, anh không phải là một chốt chặn hoàn toàn đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam và trước đây là U23 Việt Nam. Một minh chứng rõ nhất cho điều này chính là trận gặp U23 Malaysia ở kỳ SEA Games 2009 trên đất Lào. Cụ thể là ở trận chung kết, Tấn Trường dù đang bị đau vẫn cố nén đau để vào sân tiếp tục nhiệm vụ trước giữa khung thành. Hậu quả lớn nhất của điều này chính là bàn thua ở phút 83. Xuất phát từ một tình huống tạt bóng nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội bạn, đập trúng chân của Mai Xuân Hợp bay vào lưới Tấn Trường. Có lẽ đây chính là vết đèn lớn nhất trong sự nghiệp của thủ thành người Đồng Tháp. Bởi lẽ U23 Việt Nam khi đó đã cầm cự rất lâu trước Malaysia. Đội bóng đã để thua U23 Việt Nam 1-3 ở lượt trận vòng bảng. Tuy nhiên, đó là quá khứ của 12 năm trước. Còn ở thời điểm này, Việt Nam đã và đang cho thấy sự vững chắc ở hàng phòng ngự. Cái mà chúng ta còn thiếu lúc này đó là một cái tên đầy kinh nghiệm trong khung thành. Rõ ràng về mặt này, Bùi Tấn Trường là người dễ dàng hơn cả. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Paul Hoser quyết định sử dụng thủ môn bị Đồng Tháp. Hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy. Vốn là một tiền vệ trái, nhưng nhờ khả năng phòng ngự tốt cùng với việc Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên thiếu một hậu vệ trái, nên Hồng Duy thường được xếp đá vị trí này ở câu lạc bộ Phố Núi. Khi lên tuyển, với việc Paul Hoser thường xuyên hoạt động với sơ đồ 5-3-2, Nguyễn Phong Hồng Duy là một lần nữa là sự lựa chọn chắc chắn của ông Park ở vị trí hậu vệ trái. Vốn là một tiền vệ nên Hồng Duy sở hữu cho mình tốc độ cũng như pha leo biên cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, anh còn sở hữu những lực chuyển sắc bén, một trong những thứ vũ khí mà Hồng Duy có được thời còn thi đấu ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, do vị trí hậu vệ trái không phải là sở trường chính của Hồng Duy, nên vẫn có đôi lúc anh để mất bóng trong những thời khắc quan trọng. Dù vậy, với việc Đoàn Văn Hậu vẫn đang hồi phục chấn thương, chắc chắn Hồng Duy sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho vị trí này trong đội hình của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Từng thể hiện sự ngưỡng mộ của mình cho Van Dijk, trung vệ của Liverpool, và dù bản thân là một cầu thủ trung thành của Manchester United, thế nên Tiến Dũng cũng chẳng thể lối chơi của mình phần nào giống như Van Dijk, tức một trung vệ có khả năng khống chế tốt cùng với một tâm lý vững như bàn thạch, đặc biệt là trong các tình huống độc bài đối phương và quyết định. Có lẽ mình chứng rõ nhất cho sự xuất sắc cũng như tinh thần thép của cầu thủ người Hà Tĩnh chính là phạt ghi bàn từ chấm luân lưu ở tứ kết U23 châu Á 2018. Cụ thể, đó là một cú sút cực cao vào góc phải khung thành khi nhà thủ môn Siri dù đã đúng hướng vẫn không thể nào cản phá. Một minh chứng nữa cho thấy sự chắc chắn của cầu thủ người Hà Tĩnh đó là màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của anh trong trận Viettel gặp Phong Linh Hà Tĩnh ở V-League mùa giải 2020. Trận đấu mà Bùi Tiến Dũng đã có một pha cản phá cực kỳ xuất sắc ở tình huống mà ngoại binh Lasaray đã đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh sau một tình huống băng xuống từ cánh trái. Có thể nói, nếu không có sự kịp thời của Bùi Tiến Dũng, chắc chắn ngoại binh của Phong Linh Hà Tĩnh đã có thể ghi bàn vào lưới Viettel. Trung vệ Quế Ngọc Hải. Đến từ lò đào tạo Nghệ An, một trong những lò đào tạo nổi tiếng với lối chơi máu lửa và thường xuyên bị hiểu lầm là chơi rắn quá mức, vậy nên Quế Ngọc Hải luôn là cái tên khiến những đối thủ phải ngán ngại. Trong đội hình Việt Nam, ngoài Văn Hậu ra, Quế Ngọc Hải là cái tên khác khiến các cầu thủ Indonesia cực kỳ ngán ngại. Bởi mỗi khi họ có bóng, lập tức trung vệ người Nghệ An xông vào cản phá một cách nhanh chóng. Thậm chí, anh còn là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ các phạt đền sau khi Đỗ Hùng Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm Indonesia. Nếu có một điều gì đó để chứng minh cho sự lăng xả cũng như tinh thần trách nhiệm của Hải Quế, chắc chắn chúng ta cần phải nhắc đến việc anh từng là thủ môn bất đắc dĩ cho Việt Nam ở bán kết AFF 2016 gặp chính Indonesia sau khi Nguyên Mạnh rời khỏi sân vì thẻ đỏ. Dù rất cố gắng, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn không thể giúp Việt Nam vượt qua đội bóng đến từ xứ sở vàng đảo. Thậm chí, anh còn là tác giả của bàn thua trên trận phạt đền sau khi phạm lỗi trong vòng cấm với một cầu thủ bên phía Indo. Dù vậy, đây vẫn được coi là một trận đấu tuyệt vời của Quế Ngọc Hải và là minh chứng cho tinh thần không ngại khó khăn gian khổ. Một trong những lý do khiến trung vệ người Nghệ An luôn được khu là bên người Hàn Quốc trao cái bằng của cô. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh là một trong những cầu thủ sở hữu sự đa năng trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Vì vậy sẽ không có gì bất ngờ nếu như Duy Mạnh được sử dụng trong trận đấu tới gặp Indonesia. Có lẽ mình chứng rõ nhất cho sự đa năng của Duy Mạnh đó chính là việc anh được Paul Hoser sắp xếp ở hai vị trí khác nhau trên sân ở một số thời điểm. Đó là vị trí tiền vệ phòng ngự kiên thiết hoặc vị trí trung vệ.
Lý do lớn nhất của điều này đó là do trung vệ của Hà Nội sở hữu cho mình khả năng xử lý bóng tốt, lấy bóng và truyền dài cực kỳ tốt, giúp anh có thể phát động lối chơi từ phần sân nhà, một trong những lối chơi được ưa chuộng nhất tại bóng đá châu Âu thời điểm này. Nếu đội chuyên mạnh có thể vào sân ở trận đấu tới gặp Indonesia, chắc chắn anh sẽ là thêm một cây sắc bén nhất của các chiến binh sao vàng. Bởi khi đó, chúng ta có thể dễ dàng tấn công chớp nhoáng, sau khi đó hút các cầu thủ đội bạn lên tham gia tấn công, điều mà chắc chắn Ruben Alonso sẽ áp dụng ở trận đấu tới. Hậu vệ phải Vũ Văn Thanh. Hình ảnh Văn Thanh khoanh tay ăn mừng ở trận gặp Uruguay Kappa trên đất Thường Châu sau trận đấu luân lưu cuối cùng, chắc chắn với con đông đảo trong ký ức người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nó không chỉ cho thấy sự mạnh mẽ của bóng đá Việt mà còn cho thấy tinh thần và ý chí thép của hậu vệ phải người Hải Dương trong loạt sút cơn não đó. Một trong những minh chứng cho việc Vũ Văn Thanh xứng đáng có suất đá chính ở trận đấu gặp Indonesia chỉ là con số 2 bàn thắng tới đến thịnh tháng 4 của anh. Cùng với đó là sự tin tưởng của huấn luyện viên Kèo Tiền Sắc khi liên tục đeo vào sân ở những trận đấu quan trọng của Hà Anh Gia Lai. Nếu có một ai đó Văn Thanh cần phải cảm ơn thì chắc chắn đó chính là Kèo Tiền Sắc. Bởi lẽ nếu không có huấn luyện viên người Thái Lan, chắc chắn Văn Thanh đã không có được phong độ ấn tượng trong thời gian vừa qua. Thứ đã giúp anh có được suất lên đội tuyển vào tháng 6 năm nay. Với việc Trọng Hoàng phải ngồi ngoài vì án treo giò, chắc chắn Văn Thanh sẽ là cái tên thay thế đầy xứng đáng trong đội hình gặp Indonesia. Một thành quả xứng đáng cho những cố gắng của hậu vệ phải đến từ Hoàng Gia Lai trong gần nửa năm qua. Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Minh Vương. Với việc gọi tên bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương, chúng ta cần phải rõ ý đồ của Phan Hoa Sò ở các trận đấu còn lại, đó là sử dụng sự ăn ý của một khung tiền vệ Hoàng Gia Lai làm điểm tựa cho hàng công. Tuy nhiên, trong đấu với Indonesia, nhiều khả năng huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ chỉ lựa chọn Xuân Trường và Minh Vương cho vị trí bộ đôi mũi nhọn này hàng tiền vệ. Với Xuân Trường, một cầu thủ sở hữu những pha bóng dài cực kỳ chính xác cùng khả năng xuất phạt thần sầu, chắc chắn ông Park đã chuẩn bị những miếng đánh bất ngờ từ khu vực trung lộ, điều mà Xuân Trường có thể tạo ra bằng những đường truyền dài từ khu vực giữa sân lên những cầu thủ của mình ở tuyến trên. Còn với Minh Vương, người được chọn nhờ sự đa năng cũng được che đầy sáng tạo của anh ở hàng tiền vệ, nếu có Minh Vương trong đội hình, hàng tiền đạo của chúng ta sẽ có một sự bọc lót cực kỳ chắc chắn, qua đó giúp chúng ta có thể áp đặt lối chơi của mình lên hàng hậu vệ Indonesia thông qua những pha pressing mạnh mẽ. Bộ ba tiền đạo Tiến Linh, Quang Hải, Văn Toàn. Như đã nêu ra ở các số trước, Việt Nam đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thừa hàng tiền đạo, một cơn đau đầu của phần dễ chịu của Paul Hazard. Nguyên nhân lớn nhất của điều này đó là năm cái tên được gọi lên tuổi Việt Nam lần này đã đem thiếu cực kỳ xuất sắc trong đội hình. Vậy trong năm cái tên được gọi lên tuổi lần này, Hồng Quang sẽ lựa chọn những cái tên nào trong số đó? Nếu xét đến khả năng đi bóng cũng như phần điểm sắc bén, chắc chắn Văn Toàn sẽ được xét đến đầu tiên. Bởi khi xét đến những gì mà tiền đạo người Hải Dương đã thể hiện dưới thời kỳ Tiền Sắc, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng họ sẽ được Paul Hazard tin tưởng giao phó nhiệm vụ này hàng không. Một lần nữa, chúng ta lại phải cảm ơn Kèo Tiền Sắc khi đã cố gắng rất nhiều trong việc rèn giũa cái tên sáng giá của hàng tiền đạo Việt Nam. Cụ thể, trong một bài báo đăng trên trang tin Thanh Niên, trang tin này đã nêu ra việc Kèo Tiền Sắc đã yêu cầu bộ đôi Văn Toàn, Công Phượng thực hiện tới 20-30 cú sút trước khi nghỉ ngơi. Một điều mà chính huấn luyện viên người Thái Lan của cả hai cầu thủ này từng làm khi mà còn thi đấu tại Hoàng Anh Gia Lai. Cái tên thứ hai sẽ được Paul Hazard đưa vào đội hình xuất phát ở trận này, nhiều khả năng là Quang Hải, người đã và đang thi được phong độ cực kỳ cao trong quả Hà Nội. Nếu vẫn còn nghi ngờ về khả năng săn bàn của tiền vệ nhỏ con này, chắc chắn chúng ta có thể nhìn vào bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội ở trận gặp Sài Gòn ở lượt 2010. Một bàn thắng xuất phát từ một cú vô lê ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp. Có thể nói đây chính là bước ngoặt tinh thần cực kỳ lớn cho các cầu thủ Hà Nội, qua đó giúp họ có được chiến thắng dòm dã 4-2. Ngoài hai cái tên kể trên, chắc chắn Tiến Linh sẽ là cái tên chủ chốt trên hàng công. Bởi lẽ Tiến Linh là người nổ đầy hiệu quả của hàng tiền đạo Việt Nam, điều đã được chứng minh qua bàn thắng cực kỳ đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của tiền đạo thuộc về Chelsea Petr Max Tịnh Dương trong trận gặp UAE. Dù Indonesia không phải là một đối thủ mạnh, thậm chí còn có phần yếu ở bảng đấu này khi chỉ giành được một điểm cho đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan. Bởi nếu là ở những thời khắc quan trọng, chắc chắn một lần nữa Việt Nam sẽ phải ôm hận như cách mà U23 Việt Nam đã từng trải qua ở trận chung kết gặp Malaysia ở SEA Games 2009, khi SEA Games mà thủ môn Bùi Tấn Trường cũng có mặt trong đội hình. Đây là đội bóng vừa cầm hòa Thái Lan 2-2 ở trận đấu cách đây không lâu. Rõ ràng so về mặt phong độ hay đẳng cấp, đội bóng xứ vạn đảo đều không thể sánh bằng Thái Lan. Tuy nhiên, họ vẫn lội ngược dòng thành công trước đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino, dù khi đối thủ dẫn trước từ khá sớm. Tân thuyền trưởng Shin Tae-yang rõ ràng không đặt nặng kết quả ở chuỗi trận đấu này. Bằng chứng là trong 28 cầu thủ được ông đưa sang UAE cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup, có tới 17 người ở độ tuổi dưới 22. 27 cầu thủ trong danh sách của họ
thậm chí còn chưa đá nhiều hơn 4 trận cho đội tuyển. Và chỉ có một mình ngôi sao Evan Dimas có số trận ra sân cho Garuda ở mức độ 2 chữ số. Sự non nớt kinh nghiệm của đội Indonesia thể hiện rất rõ ở sự bi động của họ ở giai đoạn đầu của mỗi hiệp. Cả hai bàn thua của đội bóng xứ vạn đảo trước Thái Lan đều đến trong quãng thời gian 5 phút của mỗi hiệp đấu. Họ cũng tỏ ra dễ dàng bị cuốn vào cách chơi của Thái Lan. Đúng là các cầu thủ Indonesia có thừa thể lực lẫn sự quyết liệt, nhưng trước sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân, các cầu thủ Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại những tình huống quay rác khá ngô nghê của các học trò huấn luyện viên City Young. Dù vậy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn có thể mãn nguyện với kết quả. Họ có thể non kinh nghiệm, nhưng sức trẻ và nhiệt huyết là những thứ Indo có thừa. Cánh phải của đội bóng này rất đáng gờm với bộ ba Egi Molona, Evan Dimas và Winta Suleman. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Đoàn Văn Hậu cho vị trí wing back trái ở trận đấu tới, đó sẽ là sự liều lĩnh lớn. Trong đoạn video mà phía VFF mới chia sẻ, Văn Hậu vẫn phải di chuyển với phần đầu gối vẫn quấn băng. Hơn nữa, tin tưởng vào một cầu thủ cả năm vừa qua chủ yếu là tập gym và chơi với số trận vô cùng hạn chế cũng là một rủi ro về phong độ mà thầy Park không nên cố đấm ăn xôi. Thay vào đó, đặt niềm tin vào Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ đang bay cao của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League sẽ là lựa chọn an toàn hơn hẳn. Hồng Duy không những có những tình huống khoan phá tốt nhờ tốc độ trong khâu hỗ trợ tấn công, mà ở khoảng phòng ngự, số 7 của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã cải thiện rõ rệt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kia Vi Sắc ở cấp độ câu lạc bộ. Huấn luyện viên Shin Tae-yang sau trận hòa Thái Lan đã nói rằng ông đã có những cuộc trao đổi rất thân tình với huấn luyện viên Park Hang-seo, người đồng hương Hàn Quốc. Ông tự tin rằng mình sẽ tiếp tục đem đến những bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam như những gì đã thể hiện trước Thái Lan. Indonesia lúc này đã có điểm số đầu tiên nhưng vẫn xếp cuối bảng. Họ là đội duy nhất không còn bất cứ cơ hội nào để cạnh tranh vị trí đến vòng loại thứ 3 của World Cup. Khoảng cách của họ với vị trí đầu bảng của đội tuyển Việt Nam đang là 10 điểm. Điều đó cho thấy rõ khoảng cách về thực lực giữa hai đội. Nhưng nó cũng đồng thời cho thấy Indonesia sẽ không gặp bất cứ áp lực nào trong chuyến trận diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn vừa phải đá, vừa phải ngóng kết quả các trận đấu khác. Chúng ta đang dẫn đầu, nhưng cách biệt với UAE hay Thái Lan chỉ vẻn vẹn là 2 điểm. Đội tuyển Việt Nam cần thêm tối thiểu 2 chiến thắng nữa để có thể tự quyết định số phận của mình trước khi bước vào trận đấu cuối gặp đội chủ nhà UAE. Ở trận đấu sắp tới, thầy Park sẽ không có sự góp mặt của Đình Trọng và Trọng Hoàng vì án treo giò. Tuy nhiên, những nhân sự ấy đều đang có những sự lựa chọn thay thế có phong độ cao. Ở vị trí trung vệ, Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh sẵn sàng tạo thành bộ ba phòng ngự, bởi bản thân Đình Trọng trong thời gian qua không thi đấu một cách thường xuyên vì thể trạng lẫn phong độ đều không ở mức độ sẵn sàng nhất. Cánh phải đã có thể được chấn giữ bởi Văn Thành. Như vậy, hai cánh của đội tuyển Việt Nam sẽ là cặp đôi của Hoàng Anh Gia Lai, gồm Văn Thanh bên phải và Hồng Duy bên trái. Đây đều là những cái tên đang đạt phong độ cao tại V-League từ đầu mùa. Trước một Indonesia không quá đáng lo về khả năng tấn công, thầy Park sẽ hoàn toàn tự tin đưa ra sân với sơ đồ 3-4-3. Cặp đôi tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ là Xuân Trường và Đức Huy, những người đã chơi rất ăn ý ở vòng chung kết U23 châu Á tại Từng Châu năm 2018. Xuân Trường đang có phong độ rất tốt cùng Hoàng Gia Lai, đảm bảo khả năng luân chuyển bóng ấn tượng như mọi khi, đồng thời cải thiện hơn trong khâu tranh chấp. Trong bối cảnh Tuấn Anh lẫn Minh Vương chưa sẵn sàng để đá trọn vẹn 90 phút, việc liều lĩnh đưa họ vào sân trước một đối thủ chơi rắn như Indonesia sẽ là rủi ro lớn. Ngoài ra, những cú sút tuyến hai hay những cú đá phạt của Xuân Trường chắc chắn sẽ là thứ vũ khí mà Indonesia vô cùng ngán ngại. Nhưng để cân bằng với một cầu thủ giỏi tấn công như Xuân Trường, huấn luyện viên Park Hang-seo cần một Đức Huy luôn sẵn sàng đấm nhau như N'Golo Kanté của Việt Nam nơi tuyến giữa. Trên hàng công, Quang Hải vẫn cứ là Quang Hải, viên kim cương sáng nhất trong đội hình với áp sáng tạo quá khác biệt. Hai tên còn lại đương nhiên phải là những người đang bay cao ở ngôi đầu bảng xếp hạng là Công Phượng và Văn Toàn. Cặp đôi này đã ghi được tổng cộng 11 bàn thắng sau giai đoạn của một mùa bóng. Và rõ ràng, họ đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào loạt trận đấu này. Tốc độ của Văn Toàn sẽ là điều hàng thủ vốn không chắc chắn của Indonesia sẽ phải vô cùng cảnh giác. Còn với Công Phượng, có vẻ như huấn luyện viên Kia Thi Sắc đã tìm được chiếc chìa khóa để giải phóng số 10. Việc được thi đấu một cách thường xuyên trong một năm rưỡi qua thực sự có ý nghĩa tích cực với Công Phượng, bởi nó giúp anh có cảm giác bóng tốt nhất, chứ không còn những cú trượt chân đầy đáng tiếc như ở giai đoạn cuối mùa 2018 đến đầu 2020 nữa. Trong trường hợp muốn có một trung phong truyền thống hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đặt niềm tin vào Tiến Linh, cũng là một tiền đạo có phong độ cao trong đợt tập trung lần này. Tiền đạo của BKMX Bình Dương đang là một trong những cái tên đua danh hiệu vô phá lưới cùng với Văn Toàn, và bản thân anh cũng đã xé lưới Indonesia trong trận đấu lượt đi. Có thể Tiến Linh không lắc léo như Công Phượng, không tốc độ như Văn Toàn, nhưng khả năng làm chủ vòng cấm bằng những pha băng cắt hay dứt điểm quyết đoán của Tiến Linh
là của hiếm với bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhưng dù có thi đấu với nhân sự như thế nào, đội tuyển Việt Nam cũng có thể trông chờ vào việc tấn công phủ đầu đối thủ để tìm kiếm lợi thế sớm. Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã nhấn chìm đội bóng xứ vạn đảo với tỷ số 3-1. Đó là trận đấu mà lần lượt Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh đã nhấn chìm Garuda chỉ trong vẻn vẹn có 60 phút. Cũng chớ quên, thời điểm ấy chưa có sự xuất hiện của Covid-19. Indonesia vẫn đang thi đấu trên sân nhà trận ít khán giả của họ. Nhưng từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến với Việt Nam, chúng ta chẳng còn e ngại sức ép đến từ các khán đài Đông Nam Á nữa. Bằng chứng là các chiến binh sao vàng đang hoàn toàn thất bại trước các đối thủ trong khu vực suốt từ cuối năm 2017 cho tới nay. Đó là một tín hiệu rất tích cực, bởi bên cạnh lối chơi, tinh thần chính là thứ quan trọng nhất quyết định đến thành bại của mỗi đội bóng ở bất cứ giải đấu nào. Ngoài ra, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của lứa cầu thủ hiện tại cũng là điều đã được tích lũy suốt nhiều năm qua. Những cầu thủ trẻ như Hai Long hay Hoàng Anh, Thanh Bình đều chỉ đóng vai trò dự bị, và việc họ góp mặt trong thành phần đội tuyển đơn giản là một biện pháp xen canh gối đầu các lứa cầu thủ đầy hợp lý của thầy Park, nhằm đóng vai trò tạo các lứa cầu thủ có tính kế thừa ngay sau khi các đàn anh đang ở trong độ chín của sự nghiệp. Cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ là cuộc đọ sức giữa hai đối thủ chính của chúng ta ở bảng đấu này, đó là Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu đôi bên cầm chân nhau trong trận đấu cùng giờ, trong khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành trọn vẹn 3 điểm, chúng ta sẽ càng rộng cửa hơn nữa để tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây chắc chắn là viễn cảnh mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất. Nhưng trước khi trông đợi các đối thủ ghim chân nhau, trước hết đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cần tự làm chủ số phận của chính mình bằng việc đánh bại đối thủ trong trận đấu sắp tới.